quay cái tay lại thằng ngu ơi, ngoan trời nói quá lần rồi, quay cái tay lại trời, quay cái gì đâu đó, quay cái tay lại đấy, chúng mày thấy chưa? Đây là lưỡng long nhất thể đấy, ngoài chưa? Ừ, what the hợi, cái quần què gì vậy? Ừ? Vâng, và hôm nay mình sẽ đi cướp ngân hàng các bạn. Ok, anh trai cho em hỏi cái ngân hàng gần nhất ở đâu? Mày đi thẳng 40m nữa thôi. Ok, cảm ơn anh trai. Thằng kia, mày định cướp ngân hàng à? Đứng lại. Vâng, và sau đây mình sẽ biểu diễn tiết mục bẻ gạch bằng sáng. Các bạn để ý, nhìn cho kỹ. Vâng, và sau đây, ui. À, hai con cháu ngu ngốc này, mày sủa, mày thích sủa, bụt cắm chết cha mày. Ôi, đây là mình muốn mua con chim, nó nói gì vậy, thịt sư này, mày nói cái gì vậy, con chim này đáng đồng tiền đấy. Vâng, và hôm nay mình sẽ thể hiện cho các bạn một vò múa may quay cuồng đấy. Đầu tiên các bạn phải có một cái gậy và múa quắc quắc các kiểu, này, sút ui ạ. Vâng, và mình mới mua được lọ keo con chó ở trên Shopee, và hôm nay mình sẽ gọi test thử xem nó tình hình như thế nào, nó có dính hay không. Đấy, sau khi mình để đấy một xíu xem là bạn nó nhấm vào. Đấy, đúng rồi, nó phải như thế. Nhấc chân lên trên nào, nào, lên nào. Ui, lên. Ui, ui trời ơi. Vậy thì bạn thấy chưa, keo chắc chưa? Vứt. Cái gì vậy? Mở sang kia. Mở một niềm tin. Ai cho mở? Trời ơi. Này cái thằng ngu đần kia, mày không thấy không? Chó cũng phải làm việc kìa, mày cứ đứng quay đi. Mày thích quay không? Chó người ta cũng phải làm việc kiếm lương cơm hàng ngày. Mày cứ quay cười đùa. Cút ngay rồi tao cắn cho mày. Úi giời. Và đây mình sẽ cho bạn có cá to nhá. Ngon không? Và sao đây? Sao nhìn mặt kỳ vậy? Và là sao vậy? Sau đây là một pha giao tranh giữa hai đội bóng. Vâng, và cuộc giao tranh đã nổ ra. Vâng, rất nhiều bàn thắng đã được ghi. Mày cứ yên tâm qua đi, tao bắt cầu qua thêm. Bám chắc vào. Bây giờ thằng ngu đần này có việc qua không qua được.